Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, hôm nay sáng mùng 2 Tết, anh em của chúng tôi lần đầu tiên để đi trải nghiệm thôn Đề Chơ. Ở trong chiếc xe này nó loại như một loại chiếc xe van, thì có tài xế và có Lê Lê đã chuẩn bị hàng để đến Tết bà con ở thôn Đề Chơ. Đây là chuyến đi mà ở ngoài thì được đi xe van, nhưng mà nghe nói tới đầu xã thì sẽ được đi xe ôm. Cho nên trong xe này có 6 người. Ngồi cạnh tôi là cô sinh viên trẻ năm nay mới 14 tuổi. Và ở dưới nữa là có Quang Trường và Lê Lê và anh Trung. Và bác tài xế là bác Tuấn. Không, cũng không cần bật đèn lên lắm, nhưng mà cần bật đèn lên là càng đẹp. Ây giời ơi, ở dưới nè. Đó, mà hôm nay anh em của chúng tôi được ngồi trong xe này đi thì ấm áp, nhưng mà nghe nói tới nơi là lạnh lắm. Ok, mấy người khuyên tôi là phải mặc đồ 2-3 lớp như vậy mà còn kêu là lạnh. Tôi coi trong bản đồ nhiệt kế hôm nay nhiệt độ chỉ có độ của F là 54 độ F, tức là khoảng chừng 13 độ C. Nhưng mà mấy người nói lên trên kia là tới 6-7 độ C, mà họ nói là lạnh, cái kiểu đây là lạnh buốt. Tôi xem thử nó lạnh buốt như thế nào. Tôi đang đi, vừa đang trên con đường nó băng qua sông Hồng. Vậy chút nữa là lên trên kia là đi đi xe máy vào nó như thế nào nha. Bây giờ là đi ra được đi như vậy. Quý vị hãy đợi tôi khi vô tới xã Làng Nhì của huyện Trạm Tấu đi xe máy như thế nào nha. Vâng, xin chào quý vị. Ở tỉnh Yên Bái này quỹ đất còn nhiều lắm. Ở ngoài này mà ai có một chút tiền đi ra ngoài lập nông trại ở cũng thích lắm. Mỗi một người ở một đồi. À, nếu mà như vậy đó là mai mốt là tôi ở một đồi lập một nông trại, xong rồi đi thăm Quang Trường thì đi qua hai đồi nữa tới nhà Quang Trường. Cứ vậy mà lên tính đẹp lắm á thưa quý vị, không có giỡn đâu. Cái này là tuyệt vời. À, còn rất là nhiều đất á. Đường đi lên thôn Đề Chơ nó có những khúc mà quanh queo đèo, nhìn rất là thơ mộng và đẹp, nhưng mà tài xế là phải cứng tay lái, kẻo không thì anh em đi cùng với gì đó qua một đoạn đường khác thì phiền lắm. Bác tài đây là cứng tay lái rồi, rất rõ ràng như vậy. Anh em vừa ngồi trong đây vừa kể đủ chuyện vui lắm. Đi chơi là phải là như vậy, đông người kể chuyện mới vui. Đó, quý vị thấy, khán giả thấy, ở đây là đường xá đi như vậy nha. Để đi lên thôn Đề Chơ đó thì đường xá kiểu như vậy, là quanh queo khúc khuỷu nhưng mà đẹp, nhiều đồi núi, trời là mưa lất phất xuân. Đây. Anh Nam Sơn ơi, anh có muốn đi đoạn đường này không? Dẫn chị Hà lên trên đây chơi nha. Quanh co khuất khẽo nhưng mà nó rất là đẹp. Hai ông bà cứ việc nắm tay nhau và đi chơi nha. Đoạn đường này vui lắm. Vừa mới nhắc anh là ông Trường và em nhắc anh nè. Ở bên cạnh cháu Thu nó cũng cười, nó không biết cái ông già Nam Sơn như thế nào mà hai ông này lại nhắc nè. Đó, xe đang leo lên trên núi Suối Vàng. Quý vị thấy tiếng Mỹ nó gọi đây là a scenic route. Đây là một đoạn đường thấy nó khúc khuỷu quanh co nhưng rất đẹp và thơ mộng. Chút nữa rồi sẽ lên cao rồi sẽ nhìn thấy xuống như thế nào. Nhưng mà đây là đường đang lên trên núi Suối Vàng. Núi Suối Vàng kêu là suối nhưng mà không có núi, không có suối. Cái chỗ Trạm Tấu kêu là trạm nhưng mà lại có suối nói đâu vậy chứ. Cho nên đừng có lầm khi nghe chữ suối. Núi Suối Vàng nhưng không có suối. Trạm Tấu không có chữ suối mà lại có suối. Đó mà hay vậy đó. Suối và vàng là trời đấy không ạ? À, suối vàng là gì? Có nghĩa là gì? Là suối trời. Suối trời hả? Ở trên đâu có thấy suối đâu mà sao có suối trời được? Có suối đó. Có à? Vâng, có. À, thế là có đó. Vậy là suối này để lên xem thử nó như thế nào nha. Nhưng mà ở trên này nhìn xuống chút nữa xe đổ chỗ nào để cho quý vị xem nha. Lên trên đỉnh núi Suối Vàng nè, có nhà trên này nè, đường
xuyên có mây mù, rất là thơ mộng. Nói chữ thơ mộng chứ còn thấy thôi, chứ đi mà ở lên trên này không biết cái nổi hay không à. Trên đỉnh núi nè, vậy là ở trên trên đỉnh núi Suối Vàng này người dân Hà Nội lên trên đây mua rồi hả? Vậy là họ dự trù là nơi đây sẽ phát triển về du lịch rồi. Mà trên đỉnh núi này mà cũng lên đây, trên đây hay thiệt chứ, lạnh lẽo cũng đi lên được. Đi đây thẳng trên kia luôn gì ạ? Tôi đang ở trên đỉnh núi Vàng và đây là nhà hàng Núi Vàng. Nơi đây là có nước trà nghe nói ngon lắm, cho nên được mời vào để uống trà nơi đây rất là tuyệt vời. Đây là trên đỉnh núi Vàng, đỉnh núi mà chúng ta thấy rằng là sương với mây, đúng là đường xuyên qua mây, rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị vào trong đỉnh núi Vàng có nhà hàng uống nước trà. Khung cảnh từ trên núi Suối Vàng nhìn xuống mây và núi rất là đẹp. Đi uống trà ở Suối Vàng và được đi một vòng thăm các cây trà 300 tuổi rất là tuyệt vời. Mà giờ này còn đi được là ngon lành nha. May mà không bị bắt trèo lên cây trà. Được rồi. Và tôi đang ở trước cổng một làng hạnh phúc, một trong những làng hạnh phúc nhất ở đất nước ta và chắc chắn là một làng hạnh phúc nhất ở Yên Bái. Thưa quý vị, tôi cùng với anh Sơn là người đang manager cho tiệm trà ở trên đỉnh núi núi Suối Vàng. Anh Sơn có dẫn tôi tới một cái cổng. Cái cổng này nó có ý nghĩa gì và trong làng này tại sao được gọi là ngôi làng hạnh phúc anh Sơn? Dạ vâng, thì ngôi làng này thì mong muốn mọi người khi đến đây đều được hạnh phúc. Mà bọn em hướng tới một ngôi làng là hạnh phúc và là nhất Việt Nam luôn. Dạ. Yeah. Thì ở trong này thì nó sẽ đầy đủ mọi thứ. Bọn em đang làm những cái văn hóa trên này, đó là làm những cái lớp học. Lớp học hiện tại đang dạy những thứ cho trẻ vùng cao ở trên này về kỹ thuật pha trà, về ngoại ngữ và về kỹ năng sống. Ngoài ra thì có những bọn em đã khôi phục lại những cái làng nghề trên này, đó là nghề rèn da của người Mông và nghề dệt của người Mông. Vâng, rất là tuyệt vời. Như vậy là ngôi làng này là ngôi làng hạnh phúc nhất của Yên Bái rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Và nếu mà hạnh phúc nhất của Yên Bái thì tức là hạnh phúc nhất của Việt Nam, hy vọng là như vậy đúng không anh Sơn? Dạ vâng ạ. Và thưa với quý vị, xa xa lại thấy rằng là các người trẻ của người Hờ Mông đang đến đây. Và tôi cũng không có nhiều giờ cho nên tôi phải lật đật đi xuống dưới liền nha. Các cháu người Hờ Mông đi vui vẻ đi ăn Tết nè. Lâu lớn lắm. Đây là vườn trà thường thôi, mấy cái vườn trà này chắc vài năm thôi. Còn hồi nãy đi vô vườn trà mà vườn trà kia ba cái cây 300 năm. Nó thành tinh rồi, khác nhau. Đây là từ trên đỉnh đi xuống thấy phố xá cũng rất là đẹp, thơ mộng. Đẹp chưa? Đây là đường vào xã làng gì, nó không được tốt như ở ngoài, nhưng mà ở ngoài này là dần dần đi vô xã làng gì thì thấy rằng là đường đó khó khăn hơn, nhưng đi cũng còn được. Này, xã làng gì, từ đường đi lên xã làng gì nhìn xuống dưới thung lũng đây là đẹp chưa? Mưa, ở ngoài mưa rồi. Không biết cái tình hình này mà đi bắt đầu lấy xe cúp mà đi vô trong thôn để chơi nó có bị ướt hay không nha. Đây là đường vào xã làng gì, gặp trời mưa. Và cũng có những cái đoạn đất như vậy rất là cực cho phát tài. Và những đoạn đường
rất là vất vả như vậy cho xe chạy. Nhưng mà nghe nói đây là đoạn đường còn ngon lành, chứ còn có những đoạn đường còn kinh hoàng hơn nữa. Vừa mới qua xã Phình Hồ đây, bắt tài đi leo leo núi như vậy nè, đường xá như vậy, sắp sửa tới xã Làng Gì khoảng chừng 10 cây nữa. Đường xá nó như vậy, ở ngoài nó mưa rồi, thấy chưa, đường nó bây giờ trời ơi đất hỏi đây rồi à. Nó lún nè. Bị trục trặc ở đây không thông nổi, mưa nó làm cho đất bị bỡ ra, lún xuống, không cách nào chạy lên được. Xe chạy thổi hết cỡ, bốc hơi luôn, nằm ngay đây, chịu thua. Trục trặc rồi. Xe không đi được thì anh em phải đi bộ. Hai, đi bộ lên trên đó đã, tính sau nha. Vừa mới qua xã Làng Phình, xe bị đường nó bị sạt đất như vậy nè, mà mưa nữa, xe không đi được, nên các anh em phải xuống đi bộ đi lên. Thôi, đó là một cảnh được trải nghiệm nha. Cho nên đâu phải dễ dàng gì đi vô thôn này chơi, vất vả. Mà đây thì tài xế còn cho biết là đoạn đường này là khá tốt rồi, chứ hồi xưa còn cực khổ nữa. Tôi đi đây là cũng còn là sướng lắm rồi đó. Đây là cơ hội cho tôi và ông béo đi thể dục luôn nha. Leo núi đi Trường ơi, mùng hai Tết leo núi nha. Trên coi nhưng mà đất đá trời mưa là cũng mệt lắm, không có đơn giản. Đây Lê Lê đang đi bộ lên trên nè. Đằng sau có một cái căn nhà, họ cũng bãi lên trên núi một chút xíu, họ nằm họ ở cũng hay lắm. Thôi thì trải nghiệm như vậy đi. Xe hư không phải là xe hư, mà đường lên không nổi, nên anh em chúng tôi cũng phải đi bộ chút cho vui nha. Đường quá trơn. Đường trơn quá, xe không lên nổi. Và đi hai người không đi nhờ được. Nhờ người ta cũng vào. Nói gì thì nói, tôi đã leo được một đoạn đường như vậy, tôi cũng khâm phục tôi luôn. Đâu phải dễ dàng gì có đủ sức khỏe mà đi từng đó đoạn đường. Lê Lê cái sao? Mình cũng phải tự khâm phục mình chứ, đúng không em? Không, em mấy là... mấy anh em mình đi từng này đoạn đường. Em trong cái mùa... em đi nhiều rồi, đi quen rồi. À. Em thấy là với em thì nó cũng không có gì, nhưng với anh Hùng thì đúng là đáng khâm phục. À. Bởi vì là cái đường này, thứ nhất là nó rất là dốc, thứ hai là nó trơn trượt, mấy thứ ba là một người mà không quen ở một cái vùng núi, vùng sâu, vùng xa mà đi được như anh Hùng là em cảm thấy là đáng ngưỡng. Không, đi bộ không sao, nhưng mà cái tội nó có cái bệnh hút nó vẫn còn, mà đi được từng đó là phải khâm phục mình, đúng không? Cảm ơn em vậy. Vâng, rồi thôi. Ở trên đỉnh của dốc thì có một công trường nơi đây. Tụi tôi được may mắn, chị đang coi công trường ở đây, chị mời vô để ngồi tránh sương. Cảm ơn chị nhiều lắm. Thôi thì cũng là trải nghiệm đoạn đường từ xã Phình Hồ đi đến xã Làng Gì là gặp sự khó khăn như vậy, và đang có sự cố nên phải ngồi đợi. Đi bộ xong rồi ngồi đợi.
đợi cho đến khi nào có xe cúp ra tới chở mà thôi. Để tiết kiệm thời gian vì xe van 16 chỗ không vào được và đã bị hư thì kêu người ra, bây giờ là nhờ anh Thờ A Sùng chở hai anh em tôi, hai ông béo ngồi trên một chiếc xe Honda. Đấy, quý vị thấy không, hai ông béo ngồi trên chiếc xe Honda đi vào đây này. Đấy, cũng hy vọng là qua những cái đoạn đường này, nếu mà nó lún một cái là coi như là thôi. Nhưng mà cũng may quá hai ông béo này cũng thoát được cái cảnh gọi là bị hù dọa đó rồi. Bây giờ để vào anh Thờ A Sùng anh chở chúng tôi vào xã Làng Nhì rồi đi vô thôn để chơi. Ôi dồi ôi, đây là một trải nghiệm. Thưa quý vị, anh Thờ A Sùng ra tới đặng đầu chỗ cái đồi đó đón tôi với anh Quang Trường vô xã Làng Nhì. Đi khoảng chừng 11 cây số mà cũng ê hết cả mông rồi. Đi qua những đoạn đường đất, đường này nọ, thấy rằng là nơi đây còn cần sự phát triển. Mới thấy sự khó khăn của các anh em. Tôi vừa mới tới ngay đầu của xã Làng Nhì. Và đây là chỗ nơi mà con đường nhân ái để đi vào trong thôn Đề Chơ. Thì chút nữa tôi sẽ đi vào trong thôn để chơi như thế nào. Đây là đoạn đường đó. Và đứng ngay đây, thưa quý vị, nhìn xuống thì thấy khung cảnh ở dưới đây đồi rất là đẹp. Đây, sẽ có chương trình sau, nhưng mà quý vị xem kênh của Việt Nam Today thì quý vị thấy rõ hơn. Còn đây tôi chỉ coi sơ chút xíu như vậy. Từ đoạn đường ở đầu vào trong thôn để chơi rất là treo leo nguy hiểm nên phải chia ra làm hai xe. Đi đằng trước là xe của Quang Trường, đi sau là tôi. Và nơi đây đó thì các anh em nói là rất là nguy hiểm, tôi phải cẩn thận. Một tay vừa thâu, một tay vừa phải bám chặt vào yên ghế để mà có sự an toàn. Rồi, rồi bây giờ anh em mình làm cái chương trình đây. Tôi đang đứng ngay cầu Cô Mai Một. Nhìn xuống như vậy nè, hồi trước đó là cầu tre, bây giờ đó với số tiền đóng góp của Cô Mai ở bên nước Mỹ làm một cái đường gỗ cho quý bà con nơi đây. Thưa quý vị, đi rồi mới thấy được sự cam go và sự hy sinh của nhiều người. Con đường này mà chị Mai đóng góp, dầu quý vị thấy rằng là một vài ngàn đô tưởng không là gì, nhưng đó là một sự an toàn cho rất là nhiều người dân nơi đây. Nên tôi rất là xúc động khi biết chị Mai dùng cái số tiền của credit card để đóng góp cho quý khán thính giả. Thấy rằng là người dân nơi đây chỉ cần một cái con cầu như vậy, nhưng mà biết bao nhiêu người sử dụng đi qua lại mỗi ngày. Đây tôi rất là xúc động, vừa mới tới, chưa tới thôn được chơi nhưng mà đi qua cầu là đã cảm thấy như thế nào, vì đi từ ấy vô đường xá thật là kinh khủng. Đây quý vị thấy đó, xe chạy mà nếu mà chỉ còn trượt một cái là xuống dưới, coi như xuống dưới hố là xong luôn. Thế mà con đường này hồi xưa nó trơn trượt là bùn đất, và Lê đã tạo cơ hội cho các anh em đóng góp xây dựng con đường này, được gọi là con đường nhân ái, con đường của tình thương. Thưa quý vị, có thấy rất là treo leo như nguy hiểm như vậy nè. Nó chỉ cần trật tay một chút xíu thôi là đi đon luôn. Và hồi xưa thì người ta lại đi bằng đường đất, nó trơn trượt như thế nào. Bây giờ đổ một chút xíu xi măng đi cho nó tốt thôi, chứ còn cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà không có đi quen á, thì cũng nói là rất là sợ. Đi như tôi đây mà cũng cảm thấy rằng là
hồi hộp, giờ rằng tôi đã từng đi những nơi treo leo rồi. Đây là con đường Nhân Ái, nó chạy sát bên mép vách núi như vậy nè. Đằng trước tôi là anh Quang Trường đang ngồi như vậy. Có những đoạn thật là kinh khủng, những đoạn nó chưa xong nữa đó thì rất là hồi hộp thưa quý vị. Quý vị thấy đằng trước tôi anh Quang Trường phải ngồi kiểu như vậy đó. Tôi đang ở ngay chỗ cây cầu Đồng Ích, là bí danh của bác Lê Trọng Phương, thân phụ của chị Vân Lê, một cư dân ở Houston. Bác Lê Trọng Phương là một người hoạt động cách mạng, đã bị mất trước năm 1975 do những người bên kia sát hại. Bác được nổi danh là một người kiên trì và nhẫn nhịn, nên tôi cũng muốn khấn với bác cho tôi một sự kiên trì và không nóng tính nữa. Chị Vân Lê là người đóng góp xây cây cầu này. Cây cầu này, nếu không có cây cầu này thì hồi xưa các em trẻ và các cụ là phải đi cái đoạn đường treo leo như vậy xuống, mỗi một lần mưa nước lớn thì có thể trôi dạt xuống dưới thác này. Và chị Vân Lê đã đóng góp để làm cái cầu này, giúp cho các cụ, các em và người dân thôn Đề Chơi đi ngang qua mà không gặp sự khó khăn như vậy. Tôi rất cảm động và cũng xin cảm ơn chị Vân Lê, một cư dân Houston mà tôi quen biết qua Việt Nam Today. Hôm nào về lại Houston chắc phải gọi chị Vân Lê và gặp chị một lần cho vui vẻ chị em với nhau. Thưa quý vị, tôi vừa mới được anh Quang Trường cho trực tiếp nói chuyện với chị Vân Lê ở Houston. Tôi thành thật xin lỗi chị Vân Lê vì tôi nói sai tên bác. Bác là Nguyễn Trọng Phương chứ không phải là Lê Trọng Phương. Nên tôi cũng thành thật xin lỗi. Chị Vân Lê đã nói không đúng tên bác, là tên họ là Nguyễn Trọng Phương. sao rồi Trường cứ giới thiệu đi sao, trời ơi là trời. Theo Quang Trường cho biết là hồi xưa đường nó như vậy đó, và bây giờ chỗ đoạn đường này cũng chưa có xong. Đây, anh em tôi phải xuống để mà đẩy xe qua cái đoạn đường này mới vào trong thôn Đề Chơ. Khiếp khủng không thưa quý vị? Đây, cái cảnh như vậy để biết là không hoàn thành thì đi như vậy đó, khổ sở. Hoàn thành đoạn đường này thì đi mới tốt. Và quý vị thấy là ở trên này là núi đồi rất là treo leo, rớt xuống cái là tiêu đời luôn. Và đoạn đường này là phải cứng tay lái lắm mới dám lái. Những đoạn này sao quý vị thấy không, nó sát con bên như vậy, cứng tay lái lắm mới được dám lái. Ngồi đằng sau mà còn thấy ớn nữa. Nên những ai mà đi vô trong này được là phải có sự quen biết ở trong này mới dám đi được, chứ còn không mà đi kiểu này sao dám được thưa quý vị. Đoạn đường này còn là đất rất là bùn này nọ, nên tôi cũng phải xuống xe đi bộ vượt qua cái đoạn đường đất này rồi thì mới được lên xe. Ôi trời, nó trơn trơn, rất là trơn. À, tôi đã té xuống rồi thưa quý vị thấy không? Sao? Lên lại làm sao để biết rằng mình đi như thế này đó. Ây ây ây. Rồi từ nó trơn quá, nó trơn quá. Sao cảm ơn. Có gì hơn nữa chứ. Ôi giời. Đừng quá. Để
để coi thử đứng sao nó chơi đi trong đó để nó mà té trong kia là tiêu tùng không. Đi trong này, đi trong này, đi trong này. Chứ không dám đứng phía kia. Rồi. À, đi từ từ. Đấy, đó, đi bám theo đất không sao. Đây, đó. Mình đi gì mà khó khăn, còn có người ta đi ngon lành như nè. À, không sao, sao đi, vậy là vui rồi. Mà những cái hình ảnh này á, thì ở ngoài nó lại quý. Và cho thấy rằng nó khó khăn như vậy chứ đâu phải dễ dàng đúng không? Ok, rồi. Đi vô trong đó tính rửa tay sau. Nha, vô trong đó rửa tay sau. Rồi, đi. Thế rồi tôi cũng lồm cồm ngồi dậy được và nhờ chú Thờ A Sùng này đỡ tôi mới leo lên xe lại được đây ngon lành. Nhưng mà quý vị thấy khung cảnh đây đường nó treo leo nhưng mà ở dưới là ruộng nước là đẹp không? Rất là đẹp. Mình còn khoảng chừng cây nó vào thôn khoảng thôn. Còn hai cây số nữa. Rồi, đó. Tuyệt vời. Thưa quý vị, tôi đang đứng ngay cây cầu Cô Mai 2. Đằng sau tôi có cái thác nhỏ như vậy. Cây cầu này là Cô Mai 2 đóng góp là khoảng chừng 80 triệu tiền Việt Nam. Nhờ có cây cầu này thì mới đi đứng dễ dàng được. Tôi đi ngang qua cái cầu này với cảm nghiệm sau khi tôi đã bị trơn trượt và té. Tôi nhờ chú Hờ A Sùng ở đây là chú cầm tay, chú kéo tôi mới đi thông qua được, chứ không có chú Hà A Sùng là tôi tiêu tùng rồi không có đi được. Cảm ơn Hà A Sùng nha. Đó, xe chạy trên đoạn đường leo núi treo leo giống như vậy nè, đang leo núi rất là treo leo. Nếu mà không cứng tay lái thì không cách nào mà lái được ở đây hết á. Mà nếu mà người dân thành phố mà muốn vào thôn để chơi mà không có người mà lái hoặc là hướng dẫn thì cũng chịu thua thôi. Rất là treo leo. Ở đây còn có rất là nhiều đoạn chưa xong, rất treo leo. Những đoạn này chắc cũng cần có những người hảo tâm giúp đỡ cho xong. Thật là khó khăn. Những đoạn rất là treo leo thưa quý vị và cũng chưa có ấy được, còn rất là vất vả. Đi đường dưới rồi. Đi đường dưới này. Đây, đoạn đường này không khéo là bị hư thôi. Rồi.
đoạn đường này cũng chưa có tài chính để mà xây dựng nè, rất là treo leo và nguy hiểm. Đây là đường đất nó dơ bẩn như vậy đây. Sau khi phát quà cho dân ở đây thì họ mời ăn cơm, một bữa cơm trưa ở tại thôn Đề Chơ. Họ dọn sẵn kiểu như vậy nè, đó. Người dân Đề Chơ mời ăn trưa tụ tập lại thật là vui. Khung cảnh cơm trưa ở tại thôn Đề Chơ, ở trong căn nhà của này, mọi người vui vẻ ăn cơm trưa và uống miếng rượu thật thấm đậm tình người. Xin chúc mừng năm mới. Cảnh thác Đề Chơ rất là đẹp, nó rất tự nhiên. Nhưng rất tiếc, tôi được biết là sẽ có một công trình xây đập thủy điện ở trên thượng nguồn. Và nếu như vậy, thì thác này sẽ không còn gì nữa hết. Nên tôi nghĩ rằng là những vị lãnh đạo của tỉnh nên xem xét lại kế hoạch cho một công ty xây dựng thủy điện ở trên thượng nguồn. Vì như vậy nó sẽ không còn thác Đề Chơ, một hình thức rất tự nhiên. Và như vậy đó, người dân nơi đây khó mà khai thác được lợi thế sinh thái tự nhiên thác Đề Chơ. Nếu mà thác Đề Chơ mất đi thì đây là một thác rất thiên nhiên như vậy, thật là uổng. Đoàn của chúng tôi đã trở về lại Yên Bái, đã được tắm rửa, đã được ăn cơm, và bây giờ tôi xin có đôi lời nhận xét chuyến đi vừa qua. Thưa quý vị, chuyến đi vừa qua cho tôi thấy để được vào trong thôn Đề Chơ thì người vào đó phải có uy tín với người dân trong thôn Đề Chơ, phải có lòng với những người đó, phải được người dân nơi đó tín nhiệm thì mới vào ở trong được. Vì con đường nhân ái mà quý vị thấy có cổng vào của thôn Đề Chơ, họ có thể khóa cổng lại mà quý vị không thể nào vào được. Nên điều đầu tiên tôi thấy rằng là phải được sự tín nhiệm của người dân Đề Chơ. Điều thứ hai, đi đoạn đường đó thì cho thấy Lê Lê và Quang Trường rất được tín nhiệm của người dân trong thôn Đề Chơ. Tín nhiệm không phải vì được những phần quà, thưa quý vị. Tín nhiệm là vì họ thương, họ mến Lê Lê và Quang Trường. Cách mà Lê Lê đến thì người dân từ người già đến người trẻ đều vây quanh thương mến, coi như là một người mẹ, một người chị, một người em đến với họ. Tôi nhận thấy rằng là người dân Đề Chơ rất thương mến Lê Lê và Quang Trường. Vì nếu không có tấm lòng nhân ái thực sự, không ai mà bỏ công sức lo cho một đoạn đường dài, vất vả, gian nan như thế cho một thôn người dân Hờ Mông. Lợi gì khi mà mình lo cho một người dân, một thôn Đề Chơ chả thấy lợi gì, mà phải nói rằng là rất vất vả. Đó là điều thứ hai tôi nhận xét. Điều thứ ba tôi nhận xét đó là dầu đã làm một phần con đường nhân ái, nhưng mà cũng chưa có xong hoàn toàn. Nên những ai còn có lòng, tôi nghĩ tiếp tục đóng góp để cho hoàn thiện, bảo trì con đường nhân ái đó thì thật là tuyệt vời. Điều thứ tư tôi nhận xét nữa đó là người dân Đề Chơ rất cần con đường này. Cần con đường này trong những giai đoạn khẩn cấp, thí dụ như là đưa con em khẩn cấp ra ngoài để vào bệnh viện.
Con đường này ngoài việc khẩn cấp còn là phương tiện di chuyển cho họ đưa hàng hóa ra ngoài. Nếu không những nông phẩm của họ bị ế, bị hư. Đây là một nhu cầu của họ. Nhu cầu này tiếp tục thường xuyên. Và nơi mà họ có thể ra để buôn bán, đưa hàng ra tới chợ đó là xã Làng Nhì và xã Phình Hồ. Tới mất mười mấy cây số mới tới xã Phình Hồ. Và phải nói rằng đoạn đường đó rất là trơn trượt gian nan. Tôi đi tôi mới cảm nghiệm được sự gian nan đó. Còn mình xem thì mình biết có gian nan nhưng mình không cảm nghiệm được. Thì đó là điều thứ tư tôi muốn xin chia sẻ đến quý khán thính giả. Điều thứ năm, thưa quý vị, tôi vào trong thêm thôn để chơi, tôi nhận xét đây là những người dân nơi đó họ rất chất phác, hiền hòa, vui và họ không có một gì mà lương lẹo cả. Làm cho tôi hỏi rằng là một thôn đề chơ nghèo khó như thế, tại sao họ sống rất hạnh phúc? Tôi có hỏi những người thanh niên nơi đó, đó là ở đây nói là nghèo nhưng mà có đủ ăn không? Thì họ nói ở đây nghèo nhưng đủ ăn đủ mặc, chịu khó thì vẫn đủ ăn đủ mặc, chỉ có là những phương tiện thì không có thôi. Thế tôi hỏi rằng là có hạnh phúc không? Thì họ nói rất hạnh phúc. Họ không có nhu cầu gì nữa hết. Vì có ăn, có mặc và cũng có một cái mái để trú ngụ. Điều này làm cho tôi so sánh ở tại nước Mỹ. Năm nay, năm 2022 rồi. Vẫn hơn 1 triệu người vô gia cư lây lất sống ở tại các thành phố lớn. Nơi nào ngã tư, ngã ba tới cũng đều thấy có những người ăn xin và không có chỗ ở. Còn ở đây, nước Việt Nam, quý vị rất hiếm thấy cảnh những người đi ăn xin. Và những người nghèo đi nữa, như ở thôn Đề Chơ thì họ nói là làm trong khả năng của họ, mồ hôi nước mắt ra thì vẫn có đủ ăn, đủ mặc. Mặc ấm thì có, mặc đẹp thì tùy nhá. Cơm thì có cơm no. Họ vui vẻ hạnh phúc, họ quay quần bên nồi cơm hoặc là họ quay quần bên gia đình rất vui vẻ. Và tức mùa hè họ nói rằng là đi xuống dưới thác rồi đi ra thác, đi xuống dưới núi thưa quý vị rồi ra thác. Quý vị thấy từ đó mà xuống dưới chân núi đó, đi vòng vo cũng mất khoảng chừng 2-3 cây số và rất nguy hiểm. Những người dân nơi đó họ đi bình thường, chứ còn như tôi thì đi không nổi. Xuống dưới tận chân núi rồi mới tới thác. Tôi có hỏi về câu chuyện về thác Đề Chơ. Họ nói rằng là ở dưới chân thác rất đẹp, không? Suối rất trong lành. Nhưng họ nói họ đang lo âu vì thác Đề Chơ nay mai sẽ cạn. Tôi hỏi rằng tại sao thác Đề Chơ nay mai cạn? Thì họ cho tôi biết là có một công ty đã được tỉnh chấp nhận cho xây một đập thủy điện. Họ sẽ chặn lấy nước và khi mà chặn lấy nước như vậy thì thác không có nguồn thì mất thác. Tôi có hỏi họ là tại sao không gửi đơn cho tỉnh ủy để cho họ hiểu, họ xuống, họ giám định lại cho kỹ càng. Họ có nói với tôi rằng là đã gửi 2 thư cho tỉnh rồi. Nhưng có lẽ là tỉnh thấy một nơi xa xôi như vậy và không có một ảnh hưởng lớn nên chưa có câu trả lời. Tôi nói rằng là có bao giờ quý vị làm tổng lược một sự giám định giá trị của thác Đề Chơ hay không? Thì họ nói có làm đi nữa thì họ cũng còn rất là tiếng nói yếu kém.
Vâng, thưa quý vị, tôi thấy rằng là đây là một thác sinh thái tự nhiên rất đẹp, có thể sẽ trở thành một điểm du lịch trong tương lai. Bây giờ thì hơi khó vì phương tiện đến nơi đó, đường xá hạ tầng còn khó khăn. Nhưng nếu mà đường xá đã mở tới thì đây quả thật là một nơi du lịch lý tưởng, nhất là cho những người Tây phương đó, thưa quý vị. Họ sách thích sách ba lô họ đi đó, tức là Tây ba lô đó, đi du lịch tới nơi đó. Bây giờ thì còn khó khăn, nhưng trong tương lai đây là một điểm du lịch khai thác rất là hay. Tôi nghĩ rằng đây là một chỗ thu hút du lịch được. Bản thân tôi tới, đích thân tôi thấy được thác nơi đó rất đẹp, khung cảnh nơi đó rất là thơ mộng, thì có thể khai thác du lịch được. Người dân sẽ chỉ cho những khách du lịch văn hóa của người Hờ Mông nơi đó và du lịch như thế nào. Thì tôi nói rằng với những người bạn nơi đó, tôi có thể không làm gì được nhiều, nhưng với sự suy nghĩ và nhận xét của tôi sẽ chia sẻ lên trên gia đình, xin lỗi, trên kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, và hy vọng tiếng nói này đến tai những người lãnh đạo ở tại tỉnh Yên Bái để họ lược định lại một lần nữa giá trị xây dựng một đập thủy điện nơi đó với một giá trị bảo tồn sinh thái và có thể khai thác những điểm nào khác như là du lịch ở nơi đây, thì cân nhắc xem thử cái nào lợi hơn. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Chuyến đi đề chơ của tôi, trải nghiệm rất rõ ràng, làm cho tôi có những sự suy nghĩ như thế. Và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.